Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Anh thợ này là một nghệ nhân thực thụ và đương nhiên tài năng của anh là điều không ai có thể phủ nhận. Hãy đồng hành cùng Mèo Ú để xem anh sẽ thực hiện một con bò rừng giống y như thật bằng cách nào nhé. Đầu tiên anh sử dụng thép không gỉ để tạo nên cặp sừng bò đã. Mấy thứ này về Việt Nam xin nhiều ông có lắm đấy anh thợ ơi. Sau khi hàn xong, anh mài nhẵn lại và thành quả chính là đây, cặp sừng siêu to mà bao người tránh né đã ra đời. Anh lắp ráp phân thân cho bò, cẩn thận từng chút một, nhưng rồi anh nhận ra, vật liệu này khá dễ cháy. Khi đã có kinh nghiệm hơn, anh luôn phải lăm lăm bình xịt nước bên cạnh. Hàn mà bốc lửa, anh sẽ xử lý ngay tại chỗ. Phần đầu bò hơi không đúng ý của anh, vì thế, anh đã mạnh dạn cắt bỏ để thay đổi nó. Nghe tiếng cắt của anh thì có vẻ nó được làm bằng một loại xốp đặc biệt các bạn ạ, đắp vào phần bị hở bởi một lớp xốp lỏng, đợi khi nó khô thì tạo hình như mong muốn. Anh cẩn thận tạo nên cả bộ móng y chang bản 9 cho bản sau này nữa chứ. Quyết tâm tạo nên bản dép 11, vì thế anh cực kỳ cẩn thận, mô phỏng kỹ lưỡng mọi ngóc ngách. Ô kìa, đang yên đang lành lại thọt rô đích người ta, hóa ra anh cho que sắt vào trong để tạo ra một chiếc đuôi, đắp phía ngoài bởi xốp và tạo hình cho nó giống thật nhất có thể. Phần khó khăn nhất là đưa cặp sừng đặt vào vị trí, vì xốp quá dễ bắt lửa khi hàn, anh thợ đã nghĩ ra một cách là sử dụng giấy bạc để bọc hết phần xung quanh mối hàn. Sau đó, bàn hai que thép vào sừng, rồi nối chúng với nhau vào một vị trí trên đầu bò. Đúng như anh tính toán, ngọn lửa tuy vẫn xuất hiện, nhưng bé hơn nhiều so với lúc nãy. Để cố định chắc chắn hơn, anh đóng cọc sắt vào thân bò, rồi đè chặt cặp sừng xuống dưới. Khi đã hàn chắc chắn, anh lại phun lớp bọt đặc biệt đó lên, che kín phần giấy bạc và mối hàn của cặp sừng. Cảm thấy giấy bạc thật sự có tác dụng, anh dùng nó, bọc kín khắp đầu và phần lưng của bò. Đây là những vị trí mà sau này anh sẽ hàn khá nhiều để trang trí. Anh di chuyển nó đến nơi tráng sợi thủy tinh để làm cứng bề mặt phía ngoài. Khi đã có thành phẩm, anh bắt đầu lôi máy phun sơn, tạo cho nó một vẻ ngoài bóng đêm không thể trộn lẫn. Phần mắt bò được anh cẩn thận đo đạc rồi mài một lỗ nhỏ, để anh lắp vào cho chú em sáng mắt ra nhé. Lần sau thì đừng có để bạn gái cắm sừng nữa nha. Thân trai 12 bến nước, còn để bị cắm sừng nữa thì thật sự là bi thương quá rồi. Để trang trí cho bò, anh dùng những chiếc lốp xe cũ. Đây thật sự là một cách tái chế tuyệt vời, cắt bỏ phần cứng ở hai bên mép lốp. Khi có được phần giữa mềm dẻo, anh bắt đầu bộc lộ hết sự tài hoa khéo léo của mình để bọc phía ngoài con bò bằng lốp xe. Thế nhưng trong lúc đầu óc múa may quay cuồng, đến khi gần hoàn thiện anh mới phát hiện ra bộ phận quan trọng nhất của con trai mà không phải ngọc đã bị anh làm thiếu mất rồi. Hộc tốc làm một cái khác để thay thế, anh cứ kéo mãi, cuối cùng cũng giúp chú bò thể hiện sức mạnh nam nhi với một cậu bé không thể phù hợp hơn. Với bản tính cầu toàn khó bỏ, anh còn cẩn thận tô màu hết cho tất cả mớ đinh vít mà anh đã vít vào đó nữa chứ. Khi đã hoàn thành, anh đưa con bò ra ngoài, bắt đầu cọ rửa cho nó. Đây luôn là một công việc hào hứng, vì nó đánh dấu quá trình của anh đã sắp hoàn thành rồi. Sau khi rửa sạch, anh pha màu và tiếp tục tỉ mỉ ngồi che hết phần đinh vít. Khi anh nghĩ đã có thể tự hào thì ôi thôi, so với hình thật thì lớp lông phía trên cổ đã bị ngắn quá rồi. Anh lại hì hục lắp thêm lông cho bò, lại tẩy rửa rồi tô vẽ, cho đến khi mời người đến thẩm định, họ muốn phá bỏ phần quan trọng nhất đó, với lý do đây là khu vui chơi cho trẻ. Và không cần có vị trí đó quá thu hút, khách hàng là thượng đế, nên anh lại hùng hục tháo nó ra, và rồi cũng đã hoàn thành, bạn xem nó có thật sự hoàn hảo không? Trông cực kỳ uy dũng và có hồn phải không nào? Bạn đã hiểu vì sao anh ta lại là một nghệ nhân rồi chứ? Ngày hôm sau, anh lại nhận được một đơn hàng khó nhằn vô cùng, nhưng tiền công thì đủ khiến anh rung động ngay lập tức. Vì thế anh đã bắt tay vào việc, đầu tiên là cắt những khúc gỗ theo kích thước phù hợp, đánh dấu, rồi chia chúng thành những đoạn ngắn hơn. Ở đây có rất nhiều loại gỗ, vì thế màu sắc cũng có đôi chút khác biệt. Anh cắt gỗ theo những đoạn dài ngắn khác nhau, rồi dùng keo dán chúng lại thành từng tấm gỗ. Để tạo nên cả chồng gỗ này, anh đã mất 3 ngày trời vật vã cơ đấy, thật sự là không hề đơn giản tẹo nào. Khi đã ưng ý, anh sử dụng máy bào để làm nhẵn chúng thêm một lần nữa. Không biết ông anh định làm gì mà kỳ công thế nhỉ? Anh dán những tấm gỗ tạo thành một khối lớn hơn, rồi đặt nó vào khuôn, pha một dung dịch keo đặc biệt. Trộn đều màu bằng máy khoan, rồi từ từ đổ nó vào khuôn, đổ đến khi ngập hết mặt gỗ anh dùng một vật nặng đè lên trên, gỗ cần phải hoàn toàn ngập trong dung dịch đặc biệt này. Anh còn dùng máy khò để giải quyết hết lũ bong bóng bọt khí, tuy bé nhỏ nhưng rất dễ dàng phá hủy một siêu phẩm. Đến khi nó đã khô lại, anh nặng nề bế nó đi, nặng thật không đùa đâu các bạn ạ. Anh tháo dỡ phần khuôn phía ngoài ra, trông khối gỗ phía trong lúc này giống như thạch rau câu ấy nhỉ. Anh vẽ lên đó hình một chú gấu, rồi bắt đầu dùng cưa, cẩn thận loại bỏ từng lớp một, sau đó tiếp tục cắt theo hình mẫu vẽ trên đó. Công đoạn này đòi hỏi độ chính xác cực cao đấy nhé, sai một ly là đi một dặm ngay, vì thế anh cực kỳ cẩn thận. Khi đã cắt ra hình mong muốn, anh dùng máy mài nhẵn lớp phía ngoài. Sau nhiều ngày quay tay dã rời, cùng với việc nghe nóc nhà cào nhau vì bộ quần áo của anh nặng thêm cả ký vì bột gỗ, thì dáng vẻ cơ bản của chú gấu đã hiện ra. Tiếp tục tạo chi tiết, tách phần cổ vai gáy, để chi tiết thật chính xác, anh vẽ tạo hình trước, rồi dùng đủ loại mũi máy để phục vụ công việc. Cũng may hít hết mớ bụi này là tối về anh đã không đủ sức để hít Dreamer nữa rồi.
Sau khi tạo hình, anh bắt đầu trà nhám ướt, xịt nước rồi dùng giấy nhám đánh thủ công, thật sự cực kỳ tỉ mỉ và cẩn thận, thảo nào số tiền bỏ ra cho món hàng này lại lớn đến vậy. Anh bôi thêm gel làm bóng, rồi trà, trà nữa, trà mãi, trà đến xây sẩm mặt mày, trà muốn hết thanh xuân thì đây chính là kết quả. Bạn thấy thế nào? Có phải cực kỳ xứng đáng với công sức anh đã bỏ ra không? Bức tượng cực đẹp, lại có sự độc lạ hiếm có khó tìm, thật sự là một siêu phẩm mà hẳn là rất nhiều người muốn sở hữu. Các bạn nghĩ sao về anh thợ khéo tay hay làm này? Cảm ơn bạn đã xem hết video, đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong những video tiếp theo nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.